Bài đọc 2, bài đọc kinh sách thứ 3, tuần thứ 13 thường niên. Các ngài được thấy thể hiện điều các ngài đã rao giảng. Trích bài giảng của Thánh Âu Tinh Giám Mục. Cuộc tử đạo của hai vị tông đồ diễm phúc là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã làm cho ngày hôm nay trở thành ngày thánh đối với chúng ta. Các thánh chúng ta nói tới hôm nay không phải là những vị tử đạo vô danh nào đó. Thật ra, tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Một khi các ngài đã đi theo đường công chính vì tuyên xưng và chết cho chân lý, thì bây giờ các vị tử đạo này được thấy thể hiện điều các ngài đã rao giảng. Thánh Phêrô, thủ lãnh các tông đồ, con người say mê Đức Kitô, đã xứng đáng nghe lời này. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô. Quả vậy, vì trước đó chính ông Phêrô đã nói, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nên Đức Kitô đáp lại, còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây dựng đức tin mà anh tuyên xưng. Đối lại điều anh vừa nói, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Tên anh quả là Phêrô. Phêrô lấy từ tảng đá, chứ không phải tảng đá lấy từ Phêrô. Kitô hữu lấy danh Kitô thế nào, thì Phêrô cũng lấy từ tảng đá như vậy. Như anh em đã biết, trong khi chịu thương khó, Chúa Giêsu đã chọn một số môn đệ mà người gọi là tông đồ. Trong số các ngài, hầu như bất cứ nơi đâu, chỉ một mình Phêrô là xứng đáng đại diện cho toàn thể hội thánh. Chính vì là đại diện duy nhất của toàn thể hội thánh, nên ông xứng đáng được nghe Chúa nói, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Không phải một cá nhân, nhưng cả hội thánh duy nhất đã lãnh nhận chìa khóa này. Do đó, địa vị nổi bật của Phêrô được đề cao, vì chính ông tiêu biểu cho đặc tính phổ quát và duy nhất của hội thánh khi Chúa nói với ông, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa mà thầy đã trao cho tất cả. Vì chưng, để anh em biết hội thánh đã lãnh nhận chìa khóa nước trời thế nào, thì hãy nghe điều Chúa nói với tất cả các tông đồ ở một đoạn khác. Anh em hãy nhận lấy thánh thần, rồi người tiếp. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Sau khi phục sinh, Chúa cũng đã trao đoàn chiên của người cho chính ông Phêrô chăn dắt. Trong số các môn đệ, không phải chỉ mình ông xứng đáng chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Nhưng khi Chúa nói với một người là Chúa dạy phải giữ sự duy nhất, dạy ông Phêrô trước tiên, vì ông là người thứ nhất trong các môn đệ. Thưa Thánh Phêrô, xin Ngài đừng buồn, xin hãy đáp lời Chúa một lần, đáp lần thứ hai nữa, rồi lần thứ ba. Ước chi lời nguyện xưng vì yêu mến thắng thế ba lần, bù lại lòng quá tự tin và thất bại đã ba lần vì sợ hãi. Ngài đã ba lần cột trói, thì cũng phải ba lần tháo cởi. Ngài đã cột trói vì sợ hãi, thì hãy tháo cởi vì yêu mến. Thế mà Chúa vẫn trao đoàn chiên của người cho ông Phêrô một lần, hai lần, rồi đến ba lần. Một ngày kính chung cuộc tử đạo của hai vị tông đồ, nhưng hai vị xưa kia chỉ là một. Dù các ngài chịu tử hình những ngày khác nhau, các ngài cũng chỉ là một. Thánh Phêrô đi trước, rồi Thánh Phaolô theo sau. Đối với chúng ta, ngày lễ chúng ta cử hành hôm nay là một ngày thánh, vì đã được ghi bằng máu của các tông đồ. Chúng ta hãy quý chuộng đức tin, đời sống, công lao khó nhọc và những khổ hình của các ngài. Quý chuộng những lời các ngài tuyên xưng, những điều các ngài rao giảng. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.
Chính nhờ các ngài mà hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, thì xin cho hội thánh cũng luôn trung thành tuân giữ các lời các ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.